Xin chào anh chị và các bạn, em là Tùng, đại diện bán hàng của BOV Auto. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị chiếc gọi là C250 màu đen, nội thất kem. Xe đi được hơn 6 vạn thôi, rất là mới ạ. Thì em mời anh chị đi vòng quanh xe để cảm nhận độ mới của chiếc xe. Xe thì phần đầu xe được trang bị cảm biến xung quanh xe và cặp đèn full LED. Phía bên hông xe thì xe được trang bị mâm 18 inch với kết hợp với lốp Michelin rất là dày và mới ạ. Đến phần gương gương thì gương điện, cập chỉnh điện và tích hợp cam 360. Gần cuối xe có đèn hậu cũng trang bị đèn full LED rồi ạ. Và dưới cũng có cảm biến xung quanh phía sau và được cái trang bị cam lùi. Cốp này là cốp điện này anh chị nhé. Đó, cốc của GLC 50 cũng rất là rộng, anh chị có thể thấy rất là rộng rãi, để chất rất nhiều đồ. Các mép cản vẫn còn rất là mới, anh chị có thể thấy. Cốp dưới nữa, đó, anh chị có thể là được rất nhiều đồ. Chúng ta đi vào phần thân xe. Về phần khoang phe phía sau thì anh chị có thể các mép, các đường lối ở bên trong thì được ốp gỗ nhìn rất là sang trọng. Hàng ghế phía sau thì rất ít khi ngồi nên là ghế vẫn rất là căng bọng, anh chị có thể nhìn thấy. Ok, lên hàng ghế trước. Ghế trước thì có được trang bị chỉnh điện đó, nhớ ba vị trí ghế và loa bum meter. Xe được trang bị rất nhiều option. Đó, mặc dù xe được đi được 6 gần 6 năm rồi và vẫn còn rất là mới. Nội thất màu kem. Anh chị có thể xem động cơ của xe ạ. Để em mở cho anh chị xem. Anh chị có thể xem các ốc, các mép vẫn còn rất là zin ạ. Showroom bên em thì cam kết máy móc nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Showroom bên em cam kết trên giấy tờ đó, anh chị có thể thấy. Thì showroom bên em lấy xe về thì còn chưa dọn dẹp gì, để vẫn nguyên từ lúc mới lấy về đó. Chị xem. Ok. Thì một vòng anh chị có thể xem một vòng qua rồi. Thì bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 350 triệu, giá còn thương lượng và linh động. Điện thoại, số điện thoại em sẽ để trên màn hình. Em mời anh chị qua showroom lái xe và cảm nhận độ mới của xe. Em xin chào anh chị.